muốn đánh xà cào được thì mình phải đánh được những thể loại nè, đánh nhồi tán nè, nhồi bài hạ nè, nhồi trống chiến nè, những thể loại này thể loại kia, mình áp dụng vô một cái nền xà cào thì là mình phối nó lợi vậy đó. Nó không có hạn chế roi nè, nó không có bị đơ tay, nó không có mất roi. Rồi đánh đánh xà cào ha. Các bạn vô hai tay ha, vô hai tay rồi một chút vô cái lồng nhồi đó, vô cái lồng mình đánh một tay chạy rồi đường lên, chạy rồi tay phải lên, chạy dữ dằn lên ha. Đó, trước tiên là cái rồi đó ha. Đó, mình phối nó trộn lại với nhau nó sẽ ra một nền xà cào, trong đó nó bán âm như nhồi tán, như nhồi bài hạ, rồi nó nhồi trống chiến ở trong đó, thì mình sẽ phối lại thành một nền xà cào. Người quan phải lanh lẹ và nắm nhịp cái khu nồi đường, mình chạy lên, chạy cho dữ dằn lên, nhưng mà nó có hệ thống của cái khuôn chứ không phải chạy mà không có nhịp nha. Rất đơn giản ha, đơn giản thôi, không có gì hết. Xà cào này mình đánh tự do, chừng nào mình dứt mình nhảy rồi sao cũng được, nhưng mà nó phải vô cái hệ thống của khuôn, nó nhất định mỗi khuôn. Còn trong mỗi khuôn nó, các bạn đánh bao nhiêu khuôn trong cái lòng xà cào cũng được hết. Ta lại lâu bạn đánh lâu à ha, lại lâu đánh lâu thôi, thì xà cào nó là tự do, nhưng mà tự do trong khuôn khổ. Tự do là cái tay mình nhảy nè, cái nền đầu đường nè, nhưng mình đã nằm trong hệ thống nhịp bao nhiêu đó vuông, nhớ nghe.
bạn thấy vui không? Vui mà dễ không? Đó, vậy đó. Mỗi ngày mình vợt chút, mỗi ngày mình vợt chút, vợt riết nó sẽ quen với cái hệ thống các bạn đánh rất hay. Lãnh đội hướng dẫn nhau chơi nha, có lợi lắm á. Các bạn nào đánh hay rồi xem vui, xem cho vui. Các bạn nào mà còn mới á, còn mới mẻ đang tập á, rất có lợi. Rồi chúc các bạn làm thật hay nha.